Mến chào quý cô chú anh chị đến với shop em ngày hôm nay. Em lên giao lưu với quý cô chú anh chị một lô linh sam đao điểm siêu bông, sam hương Đài Loan, phôi bông trang vàng lá nhuyễn và sam núi trái nha cô chú anh chị. Lô phôi em ở Trung Hưng, Cờ Đỏ, Cần Thơ. Số điện thoại của em là 0936292791. Lô phôi hôm nay em lên cực kỳ là nhiều, giá rất là mềm cho cô chú anh chị mình dễ chơi luôn nha. Đầu tiên em lên cây số 1 luôn ạ. Linh sam đao điểm siêu bông, chiều cao 30, hoành thân cây này là 11, giá là 80.000 đồng. Bao sống bao ship tận nhà luôn nha. Linh sam đao điểm siêu bông ạ. Cây thuần chậu từ nhỏ sống khỏe nha. Cây số 2. Chiều cao 40, hoành thân của cây là 14, có giá là 100.000. Cây số 3. Chiều cao 40, hoành thân của cây là 15, cây này có giá là 100.000. Cây hôm nay rất là nhiều nha cô chú anh chị. Tại vì mấy clip trước em lên á, xong rồi cô chú anh chị nào mà kiểu là coi trễ quá là nó bị hết rồi, nên là hôm nay em lên cực kỳ là nhiều luôn, gấp đôi mọi lần luôn. Cây số 4, chiều cao 40, hoành thân 11, có giá là 100.000. Hôm nay là rất là rẻ, bao sống bao ship tận nhà luôn nha. Cây số 5, chiều cao 40, hoành thân của cây là 12, có giá là 100.000. Linh sam đao điểm siêu bông ạ. Cây số 6, chiều cao 40, hoành thân của cây là 12, cây này có giá là 100.000. Cây số 7, chiều cao 40, hoành thân của cây là 12, cây này có giá là 100.000 luôn nha. Bao sống bao ship tận nhà. Cây số 8, chiều cao 30, hoành thân 11, cây này có giá là 90.000. Cây số 9, chiều cao 30, hoành thân của cây là 11, cây này có giá là 90.000. Khách nào mà đặt cây á, mà ở xa á, cô chú anh chị, mình nhận cây khoảng 4-5 ngày thì thông cảm giúp em nha. Tại vì do em gửi bên bưu điện á. Cây số 10, chiều cao 40, hoành thân của cây là 17, hoành thân 17 luôn á. Cây này có giá là 100.000, cây này đẹp nè. Cây số 11, chiều cao 40, hoành thân của cây là 15, cây này có giá là 90.000. Bao sống bao ship tận nhà luôn ạ. Cô chú anh chị nào mà mới tập chơi á, mình chưa biết thuần cây á, thì nhắn cho em chỉ cho mình cách hướng dẫn chi tiết nha. Cây số 12, chiều cao 30, hoành thân 16, cây này em giao lưu với giá là 90.000. Quá trời rẻ rồi. Cây số 13, chiều cao 40, hoành thân của cây là 15, cây này có giá là 90.000. Cây này bị lũa nổi thân rồi nha cô chú anh chị, về mình chơi dán lũa ha. Cây số 14, chiều cao 40, hoành thân 11, cây này có giá là 90.000. Cây số 15, chiều cao 40, hoành thân của cây là 13, có giá là 110.000. Cái này đẹp nè cô chú anh chị. Dáng rất là lắc lượng luôn. Bộ đế đều luôn nha, bộ đế chắc nịch luôn á. Cây số 15 giá là 110.000, bao sống bao ship tận nhà. Cây số 16, chiều cao của cây là 30, hoành thân cây là 17, có giá là 90.000. Cây này bị chết nổi thân nha, về mình lũa lại mình chơi ha nha cô chú anh chị. Bộ đế rất là đẹp luôn á, đều nè. Giá lại rẻ nữa, bao sống bao ship tận nhà luôn ha. Cây số 17, chán bay hả? Cây số 17, chiều cao 40, hoành thân của cây là 13, có giá là 90.000. Linh sam đao điểm siêu bông nha cô chú anh chị. Cây thuần chậu từ nhỏ sống cực kỳ là khỏe luôn. Cây số 18, chiều cao 40, hoành thân của cây là 15, có giá là 110.000. Trước khi mà em cho cây đi á, thì em cũng đã có tưới sơ một lượt rồi, cho cái bầu của nó ẩm á, để cây nó sống khỏe bình thường nha, không sao nha cô chú anh chị. Cây số 19, chiều cao 30,
Hoành thân 15 có giá là 90 ngàn. Linh Sam đao điểm siêu bông, bao sống, bao ship tận nhà luôn. Cây số, chưa ghi giá. Cây số 20, chiều cao của cây là 30, hoành thân là 12. Cây này có giá là 90 ngàn. Hết Linh Sam đao điểm siêu bông nha cô chú anh chị. Em qua tới Sam Hương Đài Loan. Cây số 21, Sam Hương Đài Loan, chiều cao của cây là 30, hoành thân của cây này là 28, có giá là 100 ngàn. Dáng đẹp nè cô chú anh chị. Hôm nay là em tỉa xương xương hết rồi, tỉa xương xương hết cái gốc để mình thấy rõ được cái gốc thân nha. Cây số 22, chiều cao 30, hoành thân của cây này là 30, giá là 120 ngàn. Sam Hưng Đài Loan nha cô chú anh chị. Cây sống rất là khỏe, lá thơm. Cây số 23, chiều cao của cây là 20, hoành thân 17, cây này có giá là 100 ngàn. Bao sống, bao ship tận nhà luôn ạ. Lô hàng này em cũng còn ít lắm, nên cô chú anh chị mình ai thích thì mình hốt liền nha, để hết hàng, không có hàng bán nữa. Cây số 24, chiều cao 20, hoành thân 24, có giá là 100 ngàn. Cây này dán trực lắc nè. Cây số 25, chiều cao 30, hoành thân của cây là 24, có giá là 120 ngàn. Hoành thân đa số là hoành thân lớn lớn không nha cô chú anh chị. Cây số 26, chiều cao 30, hoành thân của cây là 20, cây này có giá là 110 ngàn. Sam Hưng Đài Loan, lá cực kỳ là thơm luôn. Cây thuần chậu từ nhỏ, sống khỏe ha. Cây số 27, chiều cao của cây là 20, hoành thân của cây là 20 luôn, có giá là 110 ngàn. Dáng bay nè, Sam Hưng Đài Loan ha. Cây số 28, chiều cao 30, hoành thân của cây là 20, cây này có giá là 100 ngàn. Bao sống, bao ship luôn ạ. Cây số 29, chiều cao 30, hoành thân của cây là 20, có giá là 110 ngàn. Cô chú anh chị nào mà đặt cây thì nhớ nghe điện thoại nhận cây dùm em ha. Cây nhận hàng kiểm tra rồi thanh toán ha nha cô chú anh chị. Có vấn đề gì thì liên lạc lại liền cho em để mình giải quyết được ha. Cây số 30, chiều cao 30, hoành thân của cây là 20, có giá là 100 ngàn. Cây số 31, chiều cao của cây là 20, hoành thân 25, có giá là 110 ngàn. Hôm nay là cây toàn lại ráng đẹp đẹp thôi nha. Cây số 32, chiều cao 30, hoành thân của cây là 19, cây này có giá là 100 ngàn. Sam Hưng Đài Loan. Cây số 33, chiều cao 30, hoành thân của cây là 16, cây này có giá là 100 ngàn. Cây số 34, chiều cao 20, hoành thân 17, có giá là 90 ngàn. Quá trời là rẻ rồi. Cây số 35, chiều cao 30, hoành thân của cây là 16, cây này có giá là 100 ngàn. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị trong những clip vừa qua đã ủng hộ nhà vườn của em ha. Cây số 36, chiều cao 30, hoành thân của cây là 21, có giá là 120 ngàn. Quá trời là rẻ mà đẹp nữa. Ui. Cây số 37, chiều cao của cây là 30, hoành thân của cây là 22, có giá là 120 ngàn. Toàn bộ cây phô hôm nay em đã tỉa gốc xương xương rồi á, nhìn thấy gốc rất là đẹp luôn. Cây số 38, chiều cao 30, hoành thân của cây là 22, có giá là 120 ngàn. Về cô chú anh chị nào mới tập chơi á, chưa biết thuần cây làm sao á, thì nhắn tin cho em nha. Cây số 39, chiều cao 30, hoành thân của cây là 21, có giá là 120 ngàn. Cây cuối cùng Sam Hưng Đài Loan, cây số 40 nha. Chiều cao của cây là 20, hoành thân là 17, có giá là 100 ngàn. Hôm nay rất là nhiều cây nên em cũng đi nhanh sơ qua thôi nha cô chú anh chị. Mình cần biết mã nào rõ hơn thì cần em chụp hình á, thì nhắn tin cho em.
cây số 41, chiều cao 30, hoành thân của cây là 18, có giá là 110.000. Này là phôi bông trang lá nhuyễn nha, màu vàng. Cây số 42, chiều cao 30, hoành thân của cây là 14, có giá là 100.000. Phôi trang vàng lá nhuyễn ha. Cây số 34, chiều cao của cây là 40, hoành thân của cây là 15, có giá là 100.000. Phôi trang này thì mình chăm tầm năm ngoài, năm rưỡi, 2 năm là nó có tàn đầy đủ rồi ha. Cây số 44, chiều cao 30, hoành thân của cây là 14, cây này có giá là 100.000. Phôi trang vàng lá nhuyễn. Cây này xù rất là nhiều rồi nha. Cây số 45, chiều cao 40, hoành thân của cây là 15, có giá là 110.000. Bao sống, bao ship tận nhà luôn ạ. Cô chú anh chị nằm cần lấy sỉ á, em để cho mình giá tốt nha. Cây số 46, chiều cao 40, hoành thân 15, có giá là 120.000. Bao sống, bao ship tận nhà luôn ạ. Hoành rất là lớn. Cây số 47, chiều cao 40, hoành thân của cây là 19, có giá là 130.000. Cây số 48, chiều cao 40, hoành thân của cây là 13, cây này có giá là 100.000. Phôi trang vàng lá nhuyễn nha. Cây số 49, chiều cao 40, hoành thân của cây là 19, có giá là 140.000 nha cô chú anh chị. Bao sống, bao ship tận nhà luôn ạ. Cây số 50, chiều cao của cây là 40, hoành thân 15, có giá là 120.000 luôn ạ. Phôi trang vàng lá nhuyễn ha. Cây số 51, chiều cao 50, hoành thân của cây là 17, có giá là 130.000 luôn nha cô chú anh chị. Phôi trang vàng lá nhuyễn. Cây số 12, cây số 52, chiều cao 40, hoành thân 13, có giá là 140.000. Cây này đẹp nè cô chú anh chị. Clip trước lên là mọi người đều dành cái cây như vậy nè. Cây số 53, chiều cao 40, hoành thân của cây là 20, có giá là 140.000. Hoành thân cây này siêu khủng luôn, bự nè. 140.000. Cây số 54 ta. Chiều cao của cây là 40, hoành thân 12, có giá là 100.000. Cây số 55, chiều cao 40, hoành thân 16, có giá là 100.000. Phôi trang vàng lá nhuyễn. Bao sống, bao ship tận nhà luôn nha. Cây số 56, chiều cao 40, hoành thân của cây là 16, có giá là 110.000. 110.000 là bao sống, bao ship luôn. Quá rẻ rồi. Cây số 57, chiều cao 40, hoành thân của cây là 15, có giá là 100.000. Phôi trang vàng lá nhuyễn ha. Cây số 58, chiều cao 40, hoành thân 20, có giá là 100.000. Hoành thân cây này cũng bự nè. Cây này đẹp ha, giá rẻ. Cây số 59, chiều cao 40, hoành thân của cây là 17, cây này có giá là 100.000. Cây số 60, cây số cuối cùng phôi trang vàng lá nhuyễn rồi ha. Chiều cao 40, hoành thân của cây là 17, cây này có giá là 150.000. Cây này đẹp, dáng rất là đẹp. Qua tới sam núi trái nha. Sam núi nhà em là bao trái luôn. Cây số 61, chiều cao 20, hoành thân của cây là 14, có giá là 130.000. 130.000 bao sống, bao ship tận nhà luôn ha. Cây số 62, chiều cao 20, hoành thân của cây là 14, có giá là 140.000. Sam núi trái dáng lắc lượng. Về mình nuôi cây số 63, chiều cao 20, hoành thân của cây là 14, có giá là 130.000. Cây số 64, chiều cao của cây là 20, hoành thân 15, có giá là 150.000. Cô chú nào, anh chị nào mà mình chưa thấy rõ, mình cần hình ảnh của cây nào thì nhắn tin Zalo em chụp hình cho mình coi luôn ha. Cây số 65, chiều cao 20, hoành thân của cây là 14, có giá là 130.000.
hàng em cũng không còn nhiều đâu, có chứ gì là mình thích đó thì mình lấy liền ha. Cây số 66 nha. Chiều cao của cây là 20, hoành thân cây này có 9 nè. Cây này 110.000. Cây số 67. Chiều cao của cây là 20, hoành thân 15, cây này có giá là 150.000. Sam núi trái nha. Cây số 68. Chiều cao của cây là 20, hoành thân cây này bự nè, hoành thân 18, có giá là 170.000. Lớn. Cây số 69, chiều cao 20, hoành thân của cây là 11, có giá là 150.000. Cây số 70, chiều cao cây 20, hoành thân 14, có giá là 190.000. Cây số 71, chiều cao của cây là 20, hoành thân 16, có giá là 180.000. Sam núi trái nha cô chú anh chị. Cây số 72, chiều cao 20, hoành thân của cây là 14, có giá là 190.000. Cây số 73, chiều cao 20, hoành thân 15, có giá là 130.000. Cây số 74, chiều cao 20, hoành thân của cây là 10, có giá là 150.000. Sam núi trái nha cô chú anh chị. Bao sống, bao ship tận nhà luôn ạ. Cây số 75, chiều cao 20, hoành thân của cây là 14, có giá là 160.000. Hoành thân là 14 đổ lên không ha. Cây số 76, chiều cao của cây là 20, hoành thân 14, có giá là 170.000. Cây số 77, chiều cao của cây là 20, hoành thân 12, có giá là 160.000. Bao sống, bao ship tận nhà luôn ạ. Cây số 78, chiều cao 20, hoành thân 13, có giá là 180.000. Cô chú anh chị nào mà mình về mình bán lại cần xuyển nguyên lô thì alo cho em để cho giá tốt ha. Cây số 79, chiều cao của cây là 20, hoành thân của cây là 17, có giá là 200.000. Sam núi trái, bao trái luôn nha. Cây số 80, chiều cao của cây là 20, hoành thân của cây là 14, có giá là 190.000. Cây này là cuối clip rồi nha cô chú anh chị. Mến chào quý cô chú anh chị, hẹn gặp lại ở clip sau.